Long ơi, kim Long ơi. Đâu? Xe người nhà cũng xe đám tang là bây giờ ra rồi. Tất cả các anh chị nha, em cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn tất cả. Trời buồn ghê, tôi không vô được chị. À, dạ không sao, tại vì nhưng mà mọi người đứng ở đây trong chờ là dạ cũng là lòng thương mến nhiều lắm, gia đình nhiều lắm. Em cảm ơn nha, thay mặt gia đình cảm ơn mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người qua cái mạng thông tin của cộng đồng. Cảm ơn nhiều lắm, tri ân rất là nhiều. Dạ. Em xin phép chào và chúc mọi người sức khỏe thật nhiều. Dạ, em cảm ơn nha. Dạ dạ. Thôi có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua nha. Dạ dạ. Dạ. Gia đình cảm ơn tất cả mọi người. Một cái vô không được thôi. Dạ dạ không sao. Ở đây có cái sự nghiêm nhà của người ta. Không sao. Dạ đây em cảm ơn. Đang nó có hai luồng chị. Có hai luồng lý do. Vậy đó hả? Một là luôn nói là gia đình. Hai là dạ, 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 dạ. Cảm ơn nhiều nha. Rồi, Kim Trưởng Long rồi Bình Tinh rồi. Chị Trinh Trinh, xe lớn rồi cũng gà của tôi. Chị Tú Sương nha cô chú anh chị. Chị Tú Sương. Đang đi khám sự cho bãi sự và Minh Tên. Nghệ sĩ Minh Tơ và nghệ sĩ bãi sự. Vậy ra đây là cô
giờ mình qua nghệ sĩ Thanh Tùng hả chị? Dạ đây nè. Dạ, bên đây nghệ sĩ Thanh Tùng luôn. Con chụp cái này lại luôn cho con, nhận nhớ ngày cho con không? Chụp bên phòng tại luôn. Thanh Tùng cộng 5 của nghệ sĩ Thu Sương. Em đi ba mẹ ơi. 2016 quê quán Sài Gòn. Anh trai chú Thanh Tùng sinh năm 1948. Đây là chị. Cảm ơn các chú. Tất cả mọi người đều đi ô tô thì chị Thị Tú Sương đi xe máy. Dạ, em chào chị. Sao thế? Ủa, ở đâu rồi? Đường mà xe đánh tan vô đường nào anh?
chợ. Tìm mò quá. Nhiều mò kim đáy bể này trời. Thấy bà luôn. Không phải mộ gió đâu, nó có nhang mà sao gọi mộ gió được. Không phải có nhang đó, mình để bên đây nè. Bên đây nè, có bển cúng á. Mộ gió nhìn cái đây nè, nó lên là biết tiền nè. À phải rồi, lên gì mới đúng rồi, phải không? Đây là mộ của đây. Nghệ sĩ Bạch Tuyết nè, Kinh Tuyến nè. Sân khấu kịch Thành Lộc. Sân khấu Thành Lộc gia đình mới vừa đốt gia đình năm. Gia đình năm Thanh Tòng và các cháu. Ở đây là hoa viên Gò Đen, Đức Hòa, Long An chứ chú chị. Cái bắt nhà như sao cắm luôn.
Để con đến đây để phát phương cho cô hoài được. Vì một lần vô đây là khó, không thể vào lần thứ hai được cô ơi. Thì bây giờ con xin sắp vô đây là cây hương để tiễn biệt cô Nghiên của cô Nguyễn, ông xã Mộ Vàng Duyên. Nghệ sĩ Tú rất là nhiều khán giả yêu mến. Thì bây giờ